Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới, bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây sẽ là những tin chính. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 23 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, theo hãng tin AFP, nhiều khu vực trong tỉnh đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục trong tuần qua. Chính quyền tỉnh Sơn Tây đã yêu cầu các mỏ than áp dụng các biện pháp chống lũ, lập kế hoạch khẩn cấp phòng rủi ro do mưa lũ. Ít nhất có hơn 60 mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, một trong những vùng sản xuất than hàng đầu của Trung Quốc, đã ngừng hoạt động do mưa lũ trong bối cảnh Bắc Kinh đang khan hiếm than và thiếu điện trên cả nước. Theo Tân Hoa Xã, mưa lũ cũng ảnh hưởng đến 1,75 triệu cư dân, gây hư hại 190.000 ha hoa màu, phá hỏng 17.000 tòa nhà trong tỉnh. Trong khi đó, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV quay cảnh các công nhân đang sửa một con đập bị vỡ và các đoạn đường dây xe lửa trôi lềnh bềnh trong nước lũ. Cơ quan khí tượng Sơn Tây dự báo mưa lớn kéo dài trong những ngày tới kêu gọi nông dân gấp rút thu hoạch. Theo AFP, giới chức tỉnh Sơn Tây vẫn chưa công bố con số thương vong trong một đợt mưa lũ mới nhất ở Trung Quốc. Đợt mưa lũ hiện nay cũng gây lo lắng về việc đảm bảo nguồn cung cấp điện cho người dân trong mùa đông sắp tới. Ngày 22 tháng 8, tổ máy số 3 của nhà máy thủy điện Quảng Châu trên sông Tiểu Kim Xuyên ở thị trấn Trương Cổ, huyện Đan Bá, Ganji, tỉnh Tiểu Xuyên đã gặp sự cố lũ lụt do vỡ van phích cắm và 11 người bị mắc kẹt. Tính đến 15 giờ 30 phút ngày 23 tháng 8, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã cứu được 2 người, xác định 7 người đã tử vong, 2 người vẫn mất tích. Một số nhân chứng cho biết, ban đầu họ tưởng động đất, sau đó thấy nước lũ từ thủy điện tràn về nên vội đưa con gái lên sườn đồi trú ẩn. Chủ một cửa hàng vật liệu xây dựng cạnh nhà máy thủy điện Quảng Châu cho biết, khi sự việc xảy ra, anh bất ngờ cảm thấy mặt đất rung chuyển. Lúc đầu tưởng động đất, nhưng sau đó thấy nước từ nhà máy thủy điện phun ra. Anh bế con gái 10 tuổi và một nhân viên cửa hàng chạy lên sườn đồi đối diện. Chủ cửa hàng cho biết, đại lộ Panda cạnh thủy điện bị lũ nhấn chìm, chỗ ngập sâu khoảng 1 mét. Vụ việc xảy ra khoảng 2 giờ chiều ngày 22 tháng 8 khi tổ máy số 3 của nhà máy thủy điện Tứ Quan Châu đang được bảo trì. Van bịt của đường ống dẫn nước của tòa nhà này bị nổ và 11 nhân viên bảo trì bị mắc kẹt. Theo người có liên quan phụ trách sở tiền tuyến, thủy điện bị ngập lụt có 3 tầng, dài 88,4m, rộng 49,7m, cao 14,6m. Thể tích khoảng 64.144 m3. Người phụ trách nói trên cho biết khó khăn chính của đợt cứu hộ này là giảm mực nước khu nhà xưởng. Vấn đề chính là mực nước lòng sông cao hơn mực nước khu nhà xưởng, không thể đóng cửa cống hoàn toàn, thấm ngược nghiêm trọng. Đồng thời, sau khi xảy ra sự cố, thời tiết tại địa phương lạnh giá, có tuyết rơi liên tục từ tầng 2 lên tầng 1. Của phòng máy trạm thủy điện ngập nước chỉ có cầu thang rộng khoảng 1 mét. Lối đi chật hẹp khiến công tác cứu hộ dưới nước gặp nhiều khó khăn. Theo các báo cáo, đội cứu hộ đã áp dụng kế hoạch kiểm soát dòng nước gấp rút xây dựng đê quai, xây dựng bệ đỡ, thoát nước nhanh, phát hiện chính xác và tìm kiếm cứu nạn toàn diện, đồng thời nhanh chóng rút cạn nước xung quanh trong giai đoạn đầu. Đến 1 giờ sáng ngày 23 tháng 8, nước tại một số nhà dân và đường xung quanh thủy điện bị ngập úng đã rút bớt. Đến 7 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 8, lực lượng cứu hộ đã sử dụng 8 máy xúc cỡ lớn bắt đầu công tác đắp đê quai xung quanh nhà máy thủy điện để hạn chế nước ngấm từ các khu nhà xưởng bị ngập. Ngay sau khi công việc đê quai hoàn thành, các nhà máy bơm nước công suất lớn đã được sử dụng để bơm nước vào khu nhà xưởng, lượng nước bơm được mỗi giờ khoảng 3.000 đến 5.000 mét khối. Đồng thời, lực lượng cứu nạn khơi sâu sông, tháo nước, hạ thấp mực nước, triển khai tìm kiếm cứu nạn. Đến 15 giờ ngày 23 tháng 8, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã vào tầng 2 khu nhà xưởng để tìm kiếm. Thưa quý vị, từ tối ngày 22 tháng 8 đến sáng ngày 23 tháng 8, mưa lớn trong thời gian ngắn tại huyện Phụ Dương, Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đã gây ra lũ quét và sạt lở đất cục bộ. Hiện đã có 5 người chết và 3 người mất tích. Theo báo cáo chính thức, 32 trận lũ quét ở các lưu vực nhỏ, 144 thiên tài địa chất, 26 ngôi nhà rột nát bị hư hỏng hoặc sập, 1.619 hộ dân bị mất điện, 42 phương tiện bị ngập và 21 tuyến đường bị gián đoạn. Vào lúc 6 giờ 50 phút chiều ngày 22 tháng 8, Phụ Dương đã phát động ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 2. Theo báo cáo, lượng mưa trong thời gian ngắn như thế này là cực kỳ hiếm. Từ tối ngày 22 tháng 8 đến sáng ngày 23 tháng 8, lượng mưa trên toàn khu vực là 26,1mm, trong đó lớn nhất là 209mm ở làng Thạch Gia, thị trấn Đại Nguyên. Tiếp theo là 169mm ở làng Đại Thành, thị trấn Thượng Quan.
trong số đó 4 trạm quan trắc lượng mưa ở khu vực biên giới của thị trấn Thượng Quan, thị trấn Đại Nguyên và thị trấn Trường Lộc đã vượt quá giá trị cực trị trong lịch sử của lượng mưa tối đa mỗi giờ. Theo báo cáo, do khu vực miền núi hẹp ở ngã ba của thị trấn, nước mưa tích tụ rất nhanh và lượng mưa ngắn hạn sẽ ngay lập tức thu vào lòng sông. Lạch Evergreen, đoạn Thượng Quan của sông Sơn Tây và đoạn lạc thôn Thành Công của làng Đại Nguyên Tây Thạch Gia, dòng chảy tức thời rất lớn và 73,6 km đường chính bao gồm cả đường tỉnh, quận và đường nông thôn ở các khu vực Đại Nguyên, Thượng Quan và Thường Xanh đều bị nhấn chìm. Theo các nhân chứng và video của nhân viên tại chỗ, nước sông dâng cao ngay lập tức, mực nước ngập làng mạc và nhà máy hai bên bờ sông dâng cao 1,5 đến 2 m trong vòng 10 đến 15 phút. Phương tiện truyền thông trong nước trước đó đã đưa tin rằng một trận lũ lụt bất ngờ xảy ra ở làng Luo, thị trấn Đại Nguyên, quận Phụ Dương khiến nhiều ngôi nhà của dân làng bị ngập, 5 người thiệt mạng và 2 người khác mất tích. Một người dân ở thôn Luo cho biết vào khoảng 17 giờ chiều ngày 22 tháng 8, khu vực địa phương bắt đầu mưa to. Khoảng 1 giờ sau, mực nước của một con sông ở địa phương dâng cao, nước tràn bờ sông, nhiều người dân trong thôn bị ngập, một số ô tô và nhà dân bị cuốn trôi. Cô nghe nói có một số dân làng bị lũ cuốn trôi. Đoạn video trên mạng cho thấy, tại một khúc sông hẹp, dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ xuống, vượt qua bờ sông và tràn vào nhà dân hai bên bờ sông. Một số ô tô cá nhân bị dòng nước cuốn xuống sông. Lực lượng cứu hỏa bắt đầu công tác cứu hộ trong đêm tối. Một số dân làng nói rằng một số người dân làng mất tích kinh doanh một cửa hàng nhỏ. Khi lũ đến, họ đã cố gắng vớt vát một thứ gì đó, nhưng chúng đã bị cuốn trôi và không may, họ đã chết khi được tìm thấy. Một người trong cuộc cho biết, chú và dì của cô cũng đã bị lũ cuốn trôi. Đến nay đã tìm thấy chú và dì vẫn chưa được tìm thấy. Cán bộ Ủy ban Nhân dân thôn Luo xác nhận có 7 người dân trong thôn bị cuốn trôi. Hiện đã tìm thấy 5 người, 2 người mất tích. Hiện nhiều ban ngành đang tìm kiếm, trong số 5 người dân làng được tìm thấy, một người đã chết sau khi được đưa đến bệnh viện và 4 người còn lại đã không còn dấu hiệu sinh tồn khi được tìm thấy. Hiện nhiều ban ngành địa phương đang triển khai công tác di rời hàng loạt tìm kiếm cứu nạn. Một vụ lở đất xảy ra trên đỉnh núi ở thôn Nhạc Sơn, thị trấn Trường Lệ Bình, huyện Tự Trị, Ngũ Phong Thổ Gia, thành phố Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc vào ngày 22 tháng 8. Tính đến chiều ngày 23 tháng 8, vụ tai nạn đã khiến ít nhất 2 người chết và 6 người bị thương, 9 người vẫn đang mất tích, tất cả đều là công nhân xây dựng. Vào chiều ngày 23 tháng 8, thành phố Nghi Sương đã tổ chức một cuộc họp báo để thông báo rằng 2 người mất tích đã được tìm thấy vào sáng sớm hôm đó. Hai trong số họ đã không có dấu hiệu sinh tồn sau khi được giải cứu, người còn lại vẫn đang được giải cứu, hiện còn 9 người mất tích. Diệp Dương, Phó Thị trưởng thành phố Nghi Sương cho biết vụ lở đất trượt về phía một công trường xây dựng nằm trên sườn núi và bộ phận cứu hộ ước tính lượng sạt lở tại khu vực này là 500.000 mét khối, xét thấy sạt lở vẫn chưa ổn định. 20 người thuộc 9 hộ dân xung quanh đã được di dời. Diệp Dương cũng cho biết quận Tự Trị Ngũ Phong dự kiến sẽ nhiều mây, có mưa rào vào ngày 23 tháng 8 và ngày 24 tháng 8. Khu vực xảy ra vụ lở đất vẫn chưa ổn định và sẽ khó thực hiện công tác cứu hộ. Sau vụ tai nạn, tỉnh Hồ Bắc và thành phố Nghi Sương đã triển khai ứng phó khẩn cấp, đồng thời thành lập trụ sở khẩn cấp và 9 nhóm công tác để cứu hộ tại chỗ, điều trị y tế, hướng dẫn chuyên môn, đảm bảo cứu hộ và xử lý hậu quả. Hơn 390 đội cấp cứu và cứu nạn bao gồm cấp cứu, y tế, chữa cháy, giao thông và thiên tai trên đất liền đã được huy động, 11 máy xúc, 8 máy xúc lật, 5 xe cứu hộ, 3 chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn và hơn 500 bộ trang thiết bị như máy dò dịch chuyển, máy dò sự sống, phá rỡ, cứu nạn, chiếu sáng được huy động tại chỗ để triển khai công tác cứu hộ và xử lý. Nhiều nơi ở tỉnh Hà Nam hứng chịu những trận mưa lớn hiếm gặp trong những ngày gần đây, gây lũ lụt nghiêm trọng. Trong số đó, sạt lở đất và sập đường sắt xảy ra tại thành phố Gyeonggi, tính đến thời điểm hiện tại đã có ít nhất 4 người dân địa phương thiệt mạng do thiên tai. Theo Tân Hoa Xã, kể từ thứ Ba, lượng mưa lớn liên tục đã gây ra nhiều thảm họa ở Công Nghi. Trong số đó, các dự án kiểm soát Triệu Câu, Bội Vũ và Thủ Đức ở quận Công Nghi của sông Hoàng Hà đã xảy ra sạt lở đất ở các mức độ khác nhau. Sự tích tụ phù sa khiến các con đường gần các dự án không thể đi qua và bị gián đoạn hoàn toàn. Hiện tại, chính quyền đang tiếp tục nạo vét. Ngoài ra, lượng mưa lớn cũng khiến ít nhất 83 con đường ở thành phố Công Nghĩa bị sập. Trong đó, đoạn dưới câu của ga xe lửa Long Hải bị sập và cầu vượt Bạch Hà quốc lộ 310, cách đó 300m về phía đông, bị đình chỉ, bị hư hỏng do nước cuốn trôi và sạt lở đất. Được biết, lượng mưa lớn liên tục cũng khiến nhiều ngôi nhà và bức tường ở thành phố Công Nghĩa bị sập. Đến nay đã có ít nhất 4 người chết, 14 hồ chứa tràn nước,
2 thị trấn bị ngập, tổng số là 6.210 hộ và 23.663 nhân khẩu phải di rời trên địa bàn thành phố. Thông tin liên lạc, cấp điện, cấp nước và các công trình khác của địa phương cũng bị ảnh hưởng. Nhiều dây cáp quang thông tin liên lạc bị chôn vùi ở thành phố Công Nghĩa đã bị đứt, móng của trạm cơ sở bị lún, tủ và tháp bị lở đất chôn vùi. Một số cột điện bên ngoài trạm gốc bị đổ xuống đất và 285 trạm cơ sở thuộc sở hữu tháp sắt trong huyện bị mất điện. Hiện tại, thị trấn Mễ Hà và một số ngôi làng ở thành phố Công Nghĩa đã bị cắt điện, internet và nước trong hơn 24 giờ và rất khó để cung cấp nguồn cung cấp. Theo báo cáo của Jimun News, một tòa nhà 7 tầng đã bị sập trong cộng đồng thôn mới Minh Nguyệt ở thành phố Công Nghĩa vào đêm thứ ba trong trận mưa lớn, nhưng cư dân trong cộng đồng đã sơ tán trước thời hạn nên không gây thương vong. Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố Công Nghĩa chỉ ra rằng các nhân viên đang xác minh thông tin liên quan. Tính đến 9 giờ sáng ngày 22 tháng 8, 26 thị trấn và làng mạc ở đường phố có mưa lớn, 19 thị trấn và làng mạc và đường phố có mưa to. Lượng mưa lớn nhất tại bãi biển đo được là 285,6mm. China News Survey đã đưa tin trước đó rằng lượng mưa ở thị trấn Long đã vượt quá giá trị cực đoan lịch sử. Theo báo cáo, tính đến 10 giờ sáng ngày 23 tháng 8, lượng mưa đã gây ra thảm họa vào gần 40 thị trấn, làng mạc và đường phố ở quận Vạn Châu, bao gồm Vô Kiều, Trường Lăng và Bạch Dương. Diện tích bị ảnh hưởng về hoa màu là 1.990 ha. Diện tích bị thiên tai là 1.154 ha. Diện tích mất mùa là 685 ha. 146 ngôi nhà của 60 hộ bị sập, 230 ngôi nhà của 121 hộ bị hư hỏng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp của khu vực vượt quá 235 triệu nhân dân tệ. Sau thiên tai, huyện ủy Vạn Châu và chính quyền huyện đã tiến hành cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai, điều động gần 2.700 nhân viên cứu hộ. Phương tiện truyền thông trong nước trước đó đã đưa tin rằng lượng mưa liên tục đã khiến sông Vô Kiều ở quận Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh dâng cao. Chỉ trong nửa giờ, hàng nghìn cửa hàng và nhà dân dọc theo U Kiao bị lũ nuốt chửng. Sau khi giải cứu, toàn bộ những người bị mắc kẹt đã được di chuyển đến khu vực an toàn, không có ai bị thương. Vào ngày thứ năm vừa qua, mạng thời tiết Trung Quốc đã thông báo rằng dự kiến sẽ vẫn có mưa to hoặc mưa lớn ở Trùng Khánh trong 3 ngày tới. Bộ Tài chính và Bộ Quản lý Khẩn cấp phân bổ 320 triệu nhân dân tệ trong Quỹ Cứu trợ Thiên tai Trung ương vào ngày thứ năm để hỗ trợ 16 tỉnh, khu tự trị bao gồm Trùng Khánh và Tứ Xuyên trong công tác cứu trợ lũ lụt và thiên tai. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.